Trước dự báo bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng và sẽ gây gió và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, sáng ngày 6 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi, thành phố Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sẵn sàng chuẩn bị bơm tiêu thoát nước tại trạm bơm Bảo Khê, dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng, các lồng cá trên sông Hồng, điểm sạt lở tại kè Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, trạm bơm Mai Xá, huyện Tiên Lữ, trạm bơm La Tiến, huyện Phù Cử, trạm bơm Trà Phương, huyện Ân Thi. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trước diễn biến bão số 3 có khả năng gây gió giật mạnh, mưa to diện rộng và kéo dài, tình trạng ngập úng có thể xảy ra. Các địa phương cần bám sát tình hình, chỉ đạo đơn vị thủy lợi và nông dân chủ động tiêu thoát nước cho diện tích lúa. Chỉ đạo ngay tháo rút nước trong các kênh mương hệ thống thủy lợi khi mà mưa lớn không gây ảnh hưởng ngập đối với cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, rồi đe dọa đến khu vực sản xuất tập trung, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp. Theo dõi sát cái tình hình dự báo diễn biến của cái cơn bão này để có phương án kịp thời, không để bất ngờ. Lấy tính mạng và tài sản của người dân được bảo đảm là mục tiêu cao nhất, làm sao chúng ta không để xảy ra cái tổn thất về người và hạn chế thấp nhất về thiệt hại kinh tế. Các cấp, các ngành, các cơ quan cũng cần phải chỉ đạo đối với doanh nghiệp và nhân dân có cái biện pháp để tự bảo vệ tài sản của mình. Cái đấy là rất là quan trọng. Đấy, ví dụ nhà, cửa, các công trình xây dựng dở dang, đấy, phải có cái biện pháp để bảo vệ, che chắn. Đấy. Ngay cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm sao đây ngập lụt mà không đe dọa đến tình hình sản xuất ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bây giờ nước mà ngập vào trong các khu công nghiệp thì thiệt hại vô cùng to lớn. Cho nên đề nghị Sở Nông nghiệp cũng rà soát các cái hệ thống thủy lợi xung quanh các khu cụm công nghiệp ấy, để chúng ta khơi thông các cái dòng chảy phục vụ cho cái việc tiêu thoát nước nhanh, không đe dọa đến các cái cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của chúng ta. Rồi ngay cả các dự án đầu tư công dở dang ấy cũng sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn, các công trình xây dựng đường xá cầu cống, để cái này các chủ đầu tư đấy, cũng phải quan tâm đấy, có các biện pháp để bảo vệ tài sản. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đấy, và thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm các cái biện pháp phòng chống tác động của cái cơn bão này với cao nhất. Nếu mà để xảy ra những cái thiệt hại về người, về tài sản do lơ là chủ quan, buông lỏng lãnh đạo quản lý thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng sẽ phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ và trước pháp luật. Kiểm tra các công trình xây dựng, bảo vệ tài sản, vật liệu, nhất là tại các dự án giao thông đang thi công. Đối với các khu cụm công nghiệp phải có kế hoạch tiêu thoát nước, rà soát kiểm tra những vị trí, điểm ách tắc dòng chảy tại các trạm bơm, khu cụm công nghiệp để giải tỏa, khơi thông, đảm bảo dẫn tiêu thoát nước. Bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố công trình thủy lợi, đê điều ngay từ đầu giờ, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, kè. Chủ động ứng trực, xử lý nhanh các tình huống, không lơ là chủ quan, đảm bảo an toàn về người, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Tích cực tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống cho nhà cửa, vùng cây ăn quả, hoa màu, vùng nuôi trồng thủy sản, nhất là lồng cá trên sông. Khi có bão đổ bộ, dừng hoạt động các bến đò ngang sông. Các trạm bơm trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ máy để chủ động xử lý tình huống. Công ty Điện lực Hưng Yên chủ động phương án cấp điện cao nhất cho tất cả các trạm bơm tiêu thoát nước trong suốt thời gian có mưa bão.